Đang ở trên độ cao khoảng đây là 60 mét. Nhìn này. Lần đầu tiên leo cái cột BTS Viettel, làm mấy năm rồi bây giờ mới được đi leo. Không biết nó có thắt vào dây quang không nhỉ? Ấy, toàn rừng núi thôi. Leo lên đây phải nghỉ đến 3-4 lần. Đây là đồng chí Phạm Trung Đức, nhân viên nhà trạm. Lên từ lúc 2 giờ chiều, bây giờ 6 giờ tối. Thế cái dây này nó vẩy, nó vắt vào dây quang này. Đấy, thả đấy được cái gì. Nhẹ quá, ông kính bị mờ rồi, chả nhìn rõ gì. Hả? Số nguồn đéo vừa đi vậy. Hả? Không lấy nữa, lấy làm sao được, lấy bao giờ mới xuống được cột lạnh vào quà được. Tích thì leo sau. Leo lên trên đây làm gì nữa? Hả? Cái đồ. Mở quá. Này lạnh phết nhỉ. Độ cao 60 mét. Ui, đường kia nó đang sáng lên gì đấy. Nó làm đéo gì. Lên trên này giống flat cam vậy. Mười ba có cầm đâu. Anh Thông ơi. Anh Thông ơi. Nhìn cái 32 này nhá. Em ném cái 32 ra đây nhá. Ui địt mẹ vào xe máy. Chúng xe máy là vỡ mồm đấy. À đây không phải là bị nhòe đâu, mà là do quay xa nên nó thấy vậy. Đây. Cái này à? Đây, uống nước đi. Uống nước đi đã rồi. Tắt lạnh đấy. Tắt lạnh lại. Thế biệt thị anh mang lên mẹ mất mẹ. Lẹt. Công bảo. Lẹt nhớ. Bao công. Đây. Cái này à? Đấy rồi, bác ăn lên là gì nhá? Thế anh Thông bảo mình lên làm đéo. Đi xuống đi. Đưa mình lên. Lên lại còn vác cái đống này 5 cân.